Murder on the Orient Express dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng của Agatha Christie. Bộ phim kể về một trong những vụ án phức tạp và ý nghĩa nhất của thám tử Hercule Poirot. Đây là lần thứ tư tác phẩm được chuyển lên màn ảnh, nhưng với một dàn diễn viên cùng chất liệu vô cùng mới mẻ. You know, there is something about a tangle of strangers pressed together for days with nothing in common but the need to go from one place to another and never see each other again. Nội dung phim lấy bối cảnh một chuyến tàu tốc hành phương Đông vô tình bị kẹt lại giữa bão tuyết. Một hành khách trên tàu bị ám sát một cách dã man. May mắn thay, thám tử liên danh Hercule Poirot, Kenneth Branagh thủ vai, cũng có mặt trên tàu và bắt tay vào điều tra. Hàng loạt bí ẩn liên quan đến các hành khách lần lượt được hé lộ. Ai cũng có thể là thủ phạm, ai cũng có quá khứ đen tối. Liệu kẻ thủ ác có bị vạch trần? Phim dự kiến được khởi chiếu vào ngày 1 tháng 12 năm 2017. Indeed, he was murdered. Good God, murder here. God rest his soul. Someone was rummaging around my cabin in the middle of the night. No one would listen to me. If there was a murder, what is going on? Then there was a murderer. The murderer is with us. And every one of you is a suspect. And who are you? My name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world.